này các bạn hãy cùng ăn sáng một bánh mì với chúng mình nha. Đây đây chính là bánh mì kẹp đấy các bạn ạ. Đúng rồi. Đây, ở trong này có rất nhiều thứ luôn đấy. Các bạn ơi, của mình nè. Đó. Wow. Đây của mình đây. Bữa sáng rất là ngon các bạn ạ. Đây. Bánh mì là món truyền thống ở Việt Nam mình. Vì nó ngon, nó rẻ mà ăn được với nhiều thứ các bạn ạ. Đúng mà rồi. Tất cả các bạn nha. Và tất cả các bạn ăn bánh mì pate cùng chúng mình nha. Ăn bánh mì kẹp thôi làm gì có pate. Rất ngon luôn. Chúng ta ăn vào một phát, hương vị nó quyện lại với nhau. Ở đây có bạn nào thích ăn bánh mì cùng với chúng mình không? Mình thì thích ăn bánh mì chấm sữa ong thò. Ngon. Mình ngồi vẫn chưa cắn được nhân các bạn. Mình cắn được nhân rồi nha. Mình ăn cho các bạn xem. Thiên thiên các bạn ơi. Đấy. Ở trong này người ta cho xúc xích này, rau này, ruốc, rau, dưa chuột nữa các bạn ạ. Đường ớt và mayonnaise. Đấy, rất là ngon luôn. Và có rất cay nữa đấy các bạn ạ. Ơn nhỉ. Ăn phải giấy thôi. Rồi, đó. Giấy này à? Giờ mình sẽ cắn một miếng đầy đủ luôn. Ui. Cắn luôn cả miếng xúc xích. Chứ từ nãy giờ chị thấy bánh mì với chân ớt thôi các bạn ạ. Ngon. Wow, có mayonnaise. Phải nói là nhức hết người luôn chứ không phải nhức nách các bạn ạ. Các bạn ơi, đấy. Các bạn ơi, mình bị thủng vành dưới rồi các bạn ạ. Các bạn ơi, sao mà mình thấy mình ăn nhanh á. Đã gần hết cái bánh mì rồi các bạn ạ. Khá, nhanh lên. Mình vẫn nguyên si cái. Còn chưa hết nửa cái luôn. Đây các bạn ơi, ở trong này này có miếng cà chua, à nhầm, có miếng dưa chuột này các bạn này, ăn giòn tan luôn. Mát nữa. Ngon quá. Bánh mì của mình đã hết nửa cái rồi nha. Mà còn chưa đến dưa chuột. À, rất cay. Rồi. Ừ.
Các bạn ơi, bạn nào mà chưa biết sáng nay ăn gì thì hãy ăn bánh mì cùng với Lộc TV nha. Đảm bảo khi các bạn xem xong video này, các bạn phải chạy ra quán mua liền ngay cái bánh mì ấy các bạn ạ. Bởi vì bánh mì này rất là ngon luôn. Ủa, quá tuyệt. Cái bánh mì mình ăn bây giờ nó chỉ còn một mỡ ấy. Chơi được một găng tay các bạn ạ. Em bé hơn một găng tay của em. Em bằng một găng tay của em. Thì dạy cho các em ngon đây này. Đầu tiên để bánh mì trước mặt à. Há mồm to à. Cắn một miếng. Nếu là mồm con nào thì phải cắn cho cỡ đấy. Nhai cảm nhận. Nhua trời ơi. À khen. Trời ơi. Ngon. Phi. Chữ E kéo dài. Anh ta. Ngon, dai, ấm. Trời ơi, ngon không? Ngon, dai, mềm. Dai còn mềm nữa. Và cay. Và tương ớt các bạn ạ. Đây. Đây các bạn ơi, đây là phần của bạn Tú. Đấy. Bạn Tú ăn đến bây giờ vẫn còn một miếng xúc xích. Em còn 4 miếng thế này. Hết cả dưa chuột rồi các bạn ạ. Đấy. Ồ, rất là thơm. Rất là thơm luôn. Đấy. Nhào. Nhào. Thôi, chào tất cả các bạn nha. Các bạn đón xem video đừng quên nhấn like, đăng ký, đồng hộ chúng mình nhé. Chào các bạn.